Dỗ tổ Hùng Vương, ngày cả dân tộc hướng về nguồn cội, dịp nhắc nhớ các thế hệ con cháu luôn khắc ghi công ơn của tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công khai sinh nòi giống, xây dựng nước nhà. Hàng năm, hướng về đền Hùng, hướng về tổ tiên, đông đảo nhân dân đến công trình cây đa Hùng Việt tại Hoa viên Chánh Phú Hòa, chiêm bái, thắp nén nhang tưởng nhớ đến quốc tổ. Năm nay cũng vậy, với tất cả sự tôn kính và lòng tri ân, đông đảo con dân miền Nam đã tề tụ ngay từ sớm ngày 10 tháng 3 âm lịch, tham dự buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, long trọng. Phần lễ với những nghi thức truyền thống thành kính, phần hội có những chương trình hấp dẫn như biểu diễn võ nhạc, đánh cờ người, hát bội xứng. Với tầm vóc là nơi thờ tự tổ tiên của các tỉnh thành miền Đông năng động phát triển. Ở đây là một điều làm hết sức là rất là tốt, rất là nghiêm trang. Bên trong các đền thờ thì rất là đâu vào đó, nó rất là quy củ. Thì vậy mà đi các nơi thì nó cũng trang trí vậy đấy. Thì cái nơi đây nhờ cái công viên rộng đó, rộng và các ban tổ chức có những cái ý tưởng rất là hay, cho nên nó xây dựng lên một cái nơi rất là đẹp và bên trong rất là trang hoàng. Đấy, thật sự là rất tốt khi mà mọi người đến đây để chiêm ngưỡng cái đền Hùng này. Đất thì chúng ta cũng lên thỉnh đất tại đền thượng của họ. Nước thì thỉnh tại đền giếng. Do nó có những cái đặc sắc của nó, có những cái yếu tố tâm linh tương đồng về cái đền Hùng gốc. Xây dựng một cái hình thái như một cái cội đa già, nhìn thấy một cội đa già và nó hiện lên trong cội đa già, sự thể hiện sự trường trụ vĩnh hằng của nó, và nó hiện lên hình ảnh của vua Hùng ở trên cội đa già đó. Chúng ta nhìn thấy nó cái cảm xúc liền. Thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng bắt nguồn từ thời đại các vua Hùng, với niềm tin cả dân tộc có cùng chung giống nòi, con rồng, cháu tiên, cùng chung một nguồn cội, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và gắn kết cộng đồng. Các vua Hùng chọn núi Nghĩa Lĩnh ở Phú Thọ để thực hiện những nghi lễ theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp như thờ thần lúa, thần mặt trời để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi, nảy nở. Để ghi nhớ công lao của các vua Hùng, nhân dân đã lập đền thờ tưởng niệm là khu di tích lịch sử đền Hùng ngày nay, lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày dỗ tổ. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính thức được vinh danh vào thời Hậu Lê 1428 đến 1788. Từ trung tâm thờ tự đầu tiên là núi Nghĩa Lĩnh, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương dần lan tỏa, có sức sống lâu bền từ đời này qua đời khác, từ đồng bằng đến miền núi, từ Bắc vào Nam. Cả nước hiện có 1417 đền thờ vua Hùng. Tại Bình Dương, các ngôi đền cổ thường lập bàn thờ vua Hùng. Công trình cây đa Hùng Việt tại Hoa viên Chánh Phú Hòa là đền thờ lớn duy nhất, hàng năm đều tổ chức đại lễ để đông đảo con dân miền Nam tìm về, bày tỏ lòng thành kính đến quốc tổ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người dân Việt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.